mới xây tưởng bạn bè xin Sonic siêu kinh dị. Sau khi tụi mình bị xin Sonic bắt, nó ép tụi mình phải xây tưởng để tạo ra một đội quân cho nó. Liệu tụi mình có thể sống sót được không? Được rồi, chọn vòng đầu tiên. Được rồi các bạn ơi, bây giờ chúng ta có một cái vòng để mà chúng ta chọn coi ai sẽ là người tôi xây tưởng à. Ok, được rồi, bây giờ nó sẽ dừng ở đâu đây? Hình như nó chậm lại kìa, bây giờ nó đang dừng ở... đó là đâu của Hi ha. Rồi, tới tôi chọn nè, hãy cha. Đâu có nhầm mây. Được rồi, quay nè. Dừng rồi. Này là của Hạ Chay. Đó được, chị quay nè, ai đây, ai đây. Được sau đi. Bây giờ tụi mày bắt đầu xây tường đi. Đứa nào xây xấu nhất thì sẽ là thức ăn của ta. Được rồi, bây giờ tại vì tụi mình bị bắt nên bây giờ phải cố gắng mà làm cái con xịn xò nít này hài lòng là. Vì nó có đáng sợ không các bạn thì bình luận ở dưới nha. Bây giờ mình không biết xây như thế nào ta. Tiếng nghe tiếng xây dựng vậy. Ủa cái gì vậy? Ôi trời ơi, xây cái tự xin Sonic thiệt là kinh dị nha. Huy được giúp đỡ rồi. Giúp tôi. Trời, tên chị Nabi nữa hả? Tao tụng tới rồi. Ủa trời, cái gì vậy? Bông của ta tới xây dựng à, cái gì mình nhớ đang ngóng tới mà mỗi con đều mang một block gì tới luôn kìa. Trời ơi, tới hỗ trợ ta nè. Cái gì, tao tụ gà nữa hả? Vô đây gà ơi. Bọn con gà, trời ơi, nguyên một đội hình gà với những cái cúp sách đang tới hỗ trợ nó kìa. Tụi đi xỉn nào. Trời ơi, nói chơi á, vậy là ông thua chắc rồi. Cái gì vậy cái đằng này à, thật nhưng mà tụi nó không biết á. Đó chính là tôi đã có một lệnh gian lận mà chắc các bạn lúc nào cũng biết. Là đó chính là xẹt xin Sonic. Đây rồi, đây chính là một kênh cổng xin Sonic nha các bạn. Là mình phải vô đây thì chúng ta sẽ có được sự giúp đỡ của những con Sonic khác đâu. Thì mình vô thử nào. Ôi, đây là đâu vậy? Chậm ra coi cái đồ chậm chạp. Ê Sonic Hi ha, ông có thể giúp tôi xây tượng được không? Được, ta đồng ý. Nhưng người phải chạy đua thắng ta đi. Ha ha. Ôi trời ơi, người đi đồ quay có tốc độ nhanh dữ vậy. Ok, để tôi thử coi nào. Ôi, còn có bức tượng gì nào. Ôi, Sonic Hi ha sẽ làm gì đây? Cố gắng gồng sức mạnh lên kìa. Trời ơi, cậu này mạnh dữ vậy. Chỉ dùng một bộ mình là ok kìa, liền kìa. Đâu tôi cũng thử coi nào. Hí cha, được kìa. Hí cha. Ây da, đau đầu. Ủa trời, cậu ấy đang bay qua cái vòng xoay kìa. Đi xuống đây lại rồi, sắp tới đất rồi. Ủa nhưng mà coi chừng kìa, có trái chuối trên đường đó. Tôi đã đặt cái trái chuối ở đó đó. Phòng trường hợp cậu ấy đi nhanh hơn tôi. Vậy bye bye nha, tôi đã về đất rồi. Người nhanh đây, đây ta cho ngươi phần thưởng nè. Còn bây giờ cậu giúp tôi xây tượng được không? Xong rồi. Các bạn nhìn kìa. Đây rồi. Đây chính là tượng xin Sonic thi ha. Với mái tóc hồng và cả bộ đồ vest màu đen nữa. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Dạ. Rồi, đằng sau kìa. Đằng sau cậu kìa. Trời ơi, đằng sau vậy? Hả, miệng ra hả? Ôi, nó đang tỉnh năng đi ra kìa. Mình không phải làm cái gì hết trơn kìa. Đó giờ tới lúc chấm điểm. Được, chấm điểm rồi sao? Ta sẽ chấm điểm theo kiểu khác. Kiểu khác? Bởi vì ta cần những đội quân xin Sonic mạnh mẽ. Cho nên những bức tượng phải có độ phòng thủ cao. Vậy thì ông sẽ thử nghiệm bằng cách nào? Bằng coi đây thôi. Đó là một máy phóng. Tiên là tượng của tên xanh này đây. Là tượng của Huy Nốc trước các bạn ơi. Trời ơi, tượng này là tượng xin Sonic Hachi đó hả Huy? Đúng rồi đó, đây chính là một con xin Sonic màu đỏ của máu. Đảm bảo là sẽ có độ phòng thủ rất là cao. Huy ơi, tôi thấy phòng thủ này không cao cho lắm rồi ạ. Trời ơi, bất tượng như vậy mà có thể bị đánh bại bởi cái máy này đó sao? Tội nghiệp Huy quá các bạn ơi. Đấy Huy tội nghiệp không, đừng quên comment nha. Sự đau khổ với tôi để câu comment hả? Lần này tới tượng của tên Tô Gà. Thôi cái có tượng này. Đây là tượng của Zombie Sin Sonic đó hả? Đúng rồi, đây chính là Zombie Sonic. Rất là dễ thương, nữ tính thấy chưa đó. Nguyên một bộ đồ màu trắng, còn tóc xanh luôn. Nhưng mà độ phòng thủ gì có cao không? Chúng ta coi nè. Nó tới kìa bà. Phòng thủ cao đi. Đỉnh liền. Tiếp theo là tới bức tượng của con nhỏ màu tím. Đây chính là tượng Sin Sonic hầu riêng đang tập thể dục. Tập thể dục mà, ở trên đầu có cái gì vậy? Hình như đó chính là nguyên quả sầu riêng đúng không? Đúng vậy, tại vì sầu riêng tí gì mà. Chăm bà coi chân kìa, máy bắn nó đã xuất phát rồi. Nhìn kìa. Ôi ơi, mấy cái gai cái sầu riêng đã ngăn chặn được đạn hết rồi. Ôi bây giờ gì còn mình thế à? Tên màu cá. Ôi trời, xin Sonic đi tới thì em ơi, đáng sợ quá. Ok, bây giờ tôi sẽ giới thiệu lần nữa nè. Đây chính là tượng xin Sonic của Hi Ha đó.
Bây giờ đi coi tượng của mình có chống chọi được không nào. Tốt lắm, vòng một kết thúc và chỉ có duy nhất một người đi lại. Ủa, là tôi đúng không? Đúng rồi đó. Quý lắm ơi, Huy Lương đang bị con kia cắn kìa. Đó chính là kết cùng của cái tên say xấu nhất đó. Được rồi, mong mai mà bây giờ vòng say sẽ chọn cho tôi người đầu tiên chính là ơi thú gà. Ồ, tới lượt tôi nè. Ai đây? Ui, ai là Hi Ha sao? Ồ, để coi mày say cái gì đây. Ôi, say che rốt hả? Được rồi, chúng ta đi say thôi chứ nhỉ. Còn đâu, còn một người nữa nè. Hả? Còn ai nữa? Trời ơi, tự nhiên tôi bị nó bắt chứ à. Ủa, mấy ông cũng qua đây luôn hả? Hi Ha, muốn hợp tác với tôi không? Hợp tác xây tượng chung sao? Ok. Đấy, hay là làm gì? Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu xây tượng rồi. Ok, nhưng mà bây giờ mình đã có chủ đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái lệnh á. Sẽ xin Sonic bắt sống rồi. Ủa, và mỗi lần mình hoàn thành á là mình mất sức mạnh rồi trời. Ok, ôi, nhưng mà wow, đây là tượng Sonic toàn gà đó các bạn ơi. Rồi, Quyền vẫn có giữ bộ đồ skin tone của gà nè. Và trên đầu á, có một cái con gà luôn. Nhưng mà tóc với tai đồ á, vẫn là cái mặt vẫn là mặt con Sonic.se nè. Chị này là xây gì vậy? Ôi, chị nè. Ồ, đây là xây xe rốt hả chị? Ồ. Đúng vậy, đây chính là xe rốt đó. Ủa, một con Sonic mà nhìn người mấy hơn hả? Còn đây chính là, ôi, tác phẩm của tổ gà bà Hi Ha nè. Đúng vậy, đây chính ôi. Là Hi Ha và Zombie. Ủa trời, Hi Ha và Zombie á. Đây trên đây là Zombie á trời. Ồ, nhưng mà nhìn đúng cũng rồi. Đúng quá giờ. Ôi trời, nhìn ghê rợn quá như kiểu hai con kết hợp lại. Ồ, ồ, tôi hiểu rồi. Thân bên đây là hình bò sữa nè. Thân bên đây là bộ đồ tổng thống nè. Ồ, sáng tạo dữ vậy trời. Nhưng mà sáng tạo tới mấy thì để coi xin Sonic nó có hài lòng không nào. Được rồi, vòng 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra sức chiến đấu của những cái bức tượng này. Ta sẽ biến thành quái vật để chiến đấu với nhau. Quái vật khi ra ơi, bức tượng của tôi biết di chuyển rồi kìa. Hơn tất cả những bức tượng của những người khác đều vậy luôn kìa. Họ đều biết di chuyển hết trơn rồi. Ui, vậy thì chúng ta sẽ có cuộc chiến à. Và bây giờ, ui, chúng nó đang chiến đấu với nhau kìa. Ôi trời ơi. Ui, ok, để coi những bức tượng nào sẽ chiến thắng được đây. Ui, 4, 3 bức tượng này, ai sẽ là người mạnh nhất các bạn hãy bình luận ở dưới nha. Và hình như, ui, nhưng mà vì họ thua cho nên bây giờ họ sẽ chịu hình phạt. Dừng lại, đừng làm hại bạn bè của ta. Ui trời, miệng nó lớn quá vậy, kinh hãi quá trời ơi. Vòng cuối cùng chỉ còn ta với người. Nếu mọi người đánh bại ta thì ta sẽ cho quà và thả cái bạn của người ra. Cái gì đánh bại được ngươi hả? Không thì ngươi cũng có kết cục giống như vậy đó. Hả? Hỏi tên này cho ra điều kiện gì vô lý vậy, làm sao mình có thể đánh bại được chứ? À, quên á, hồi nãy mình còn là cái tên nốt mà Shin Sonic tô gà đã đưa cho mình. Ok, hình như đây là, ui, điểm yếu của Shin Sonic là rất thích vòng vàng. Ủa, là cái vòng mà hồi nãy mình đã đi đua đúng không? Ok, vậy thì chúng ta phải dùng nó, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ xây bức tượng trước cái đã. Được rồi, tụi ta sử dụng tất cả những tài nguyên tôi có và sức mạnh để xây được bức tượng này. Đây là Shin Sonic Jack VN 3 đầu đấy các bạn. Mỗi đầu tới đều khác nha. Tượng này nó lè lưỡi dài quá trời là chiếc răng nanh đó. Bên đây thì ôi, mặt gì mà u ám tăm tối gì vậy? Ta cũng xây xong rồi đó. Hả? Cái gì? Ôi, nguyên cái tượng Sonic nhìn cách dễ dữ vậy. Ôi trời, đây là Shin Sonic mà tên này làm được sao? Còn bây giờ thì biến bức tượng thành quái vật. Được rồi, vòng cuối cùng bây giờ. Ui, cái cao của mình nó biến thành quái vật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ coi. Ôi trời, con Shin Sonic nó vẫn mạnh quá luôn á. Quá to luôn. Trời ơi, hai con quái vật này đánh nhau ghê dữ vậy trời. Ủa nhưng mà không sao, bởi vì tôi có cái này nè các bạn ơi. Đây, một cái vòng á. Thì bây giờ thì tôi sẽ đặt nó xuống ở dưới đây rồi sao đó. Ê, Shin Sonic, nhìn cái vòng nè, đẹp chưa? Ồ, vòng kìa. Ủa, nó bê vòng mà nó bê vòng mà ngay bây giờ. Shin Sonic, Zapier ơi, chạy tới đi. Bay lên mà đánh nó kìa. Đúng rồi đó, bà hãy chá. Thành công rồi. Cảm ơn nha. Ui, mọi người đây nè. Mọi người nhớ coi xong kìa. Ok, hay quá đi. Ủa, lần này làm tôi nhớ tới chân kìa. Tôi từng làm một cái video về xây tượng bạn bè phiên bản Capybara. Các bạn hãy bấm vào đây đó nha.